thi thể của cầu thủ Manchester. Đông đinh chân ta vì chúng con đi làm trái cùng em một kinh kinh mừng thương nước mẹ đau đớn trong lòng như mai đông đinh vậy tại xin cho chúng con vừa đi làm trái mà chớ làm sự tội lỗi. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện thánh cha cả sơn chế độ im lặng để cho buổi lễ của chúng ta diễn ra được trang nghiêm. Xin trân trọng cảm ơn. Có sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Quý, phó giám đốc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng tập thể cán bộ nhân viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Về phía đại diện của hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, tôi xin trân trọng giới thiệu các sự hiện diện của các ông bà, ông Hồ Thanh Sung, bà Huỳnh Thị Hường, ông Nguyễn Đồng Hưng, phó chủ tịch hội cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng đại gia đình người hâm mộ đến chia tay cầu thủ Hoàng Anh ngày hôm nay. Cho gia đình và đại gia đình những người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, thay mặt chủ tịch tập đoàn Đoàn Kiên Đức cùng toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bằng cả ấm lòng và con tim đến lãnh đạo chính phủ, các ban ngành trung ương tỉnh Gia Lai, chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Á AFC, chủ tịch liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF, chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF,
các câu lạc bộ, các đối tác, các nhà tài trợ, bạn bè thân hữu gần xa, và đặc biệt là tại gia đình những người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tại Gia Lai và trên khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài, đã dành những tình cảm yêu thương chia sẻ cùng câu lạc bộ và gia đình ba thành viên thân yêu của chúng ta: huấn luyện viên Dương Minh Linh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paulo. Và giờ đây xin mọi người hãy dành tình cảm sâu sắc tiễn biệt tiền đạo Paulo bằng những ca từ sâu lắng của một đời con người qua ca khúc Cát Bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để tiễn đưa Paulo về cõi vĩnh hằng. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại gia đình những người hâm mộ bóng đá câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chỉ còn gần nhau vài giây nữa thôi, vài giây nữa thôi là xa nhau rồi, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Vâng, chỉ còn vài chục phút nữa, xe chuyên dụng sẽ đưa Paulo đến thành phố Hồ Chí Minh, trở về với đất mẹ. Tất cả chúng ta sẽ chia tay tiền đạo Paulo mãi mãi. Xin mượn lời bài hát phút cuối của cố nhạc sĩ Nam Phương để mở đầu cho bài tưởng niệm hôm nay. Trước giờ phút chia tay, chúng ta hãy hồi niệm về Paulo, một chàng tiền đạo đáng mến, dễ thương, hiền lành trong cuộc sống, nhưng là một tay săn bàn cừ khôi. Paulo Madeira Oliveira là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đến từ Brazil, chuyển đến thi đấu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa giải 2023. Sau một năm thi đấu khá thành công tại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 8 bàn thắng, với lối chơi song sáo, nhiệt huyết, pha chút kỹ thuật điêu luyện của một nghệ sĩ samba trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, với sự phối hợp ăn ý của đồng đội, anh đã ghi được 6 bàn thắng trong 15 trận đấu. Sau trận đấu gặp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, toàn đội được nghỉ phép. Tuy nhiên, trên đường từ thành phố Buôn Ma Thuột về lại Pleiku, ô tô của đội bóng đã bất ngờ bị tai nạn, làm 3 thành viên tử vong. Ôi các buổi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp giống trời, hạ tuổi nào hóa kiếp thân tôi, để một mãi tôi về nhà cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá hoa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Và sau đây xin mời tất cả chúng ta xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị